một tên cho con người. Tiết mục bố sự tích trời sấm sét, tức là mỗi ngày nay khi trời sấm sét thì do ai đệ tử này tạo nên. Qua một buổi là tức là đạo sĩ đã truyền dạy cho là hai đệ tử dân dòng sông Toàn. Sau khi để kết thúc dân dò sông Toàn, đạo sĩ sẽ tổ chức một cuộc thi đấu cho hai đệ tử này để hứng dòng xương. Đệ tử nào hứng dòng xương được nhiều, đạo sĩ sẽ ban cho viên thần ngọc. Đệ tử nào hứng dòng xương được ít sẽ ban cho lưỡi búa thần. Cuối cùng ở đây nói là cái tâm con người, tức là tâm ác và tâm thiện, thì lúc nào cái tâm ác cũng nổi trội. Đây là động tác múa chẳng remesu toàn cướp từ tay nữ thần viên thần ngọc này, nhưng với một cái sức bự lửa nóng bỏng của viên thần không thể nào toàn cướp được. Cuối cùng remesu rút lưỡi búa ra để phan, cây phan xì chạm, khi chạm chạm, khi chạm bật trời sấm sét, là chính hai đệ tử này tạo nên hướng dọc xương. Sau này đoàn du lịch mình